Một cái chết bất thường đã phá tan sự yên bình của cộng đồng người dao đỏ tại Sìn Hồ. Không một dấu vết bất thường nào được phát hiện tại hiện trường khi tìm thấy thi thể nạn nhân. Nạn nhân tự tử hay bị đầu độc, hay đây là hiện trường của một vụ thủ tiêu liên quan đến một đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Và chi tiết nào đã giúp đưa kẻ thù ác ra ánh sáng khi hắn là người có tiếng nói trong cộng đồng người dao tại Lai Châu? Bản Seng Láng, xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Chị Chẻo Mí Nải, sinh năm 1972, người dân tộc Dao, là người có điều kiện về kinh tế. Đầu tháng 10 năm 2021, chị Nải đã gặp nhiều người thân trong và ngoài bản để nhờ vả vay mượn một số lượng lớn vàng, tiền mặt và đặc biệt là bạc trắng. Lúc đấy là bà đến là cũng bà chỉ nói chuyện với mẹ, lại vợ tôi. Thì là tôi cũng không để ý là bà là mượn làm gì. Thế là tôi cũng nghe thoáng qua bà là bảo là mượn để mà làm lý ở nhà thôi. Thì cũng không biết là bà là mượn cái số tài sản lớn như thế để mà lên rừng làm lý. Chị Chẻo Mí Nải đang tất bật chuẩn bị lễ vật cho một buổi làm lý. Theo phong tục của đồng bào người Dao, trang sức bạc được xem là vật bất ly thân với phụ nữ dân tộc Dao đỏ. Bạc cũng là lễ vật mà bố mẹ chồng sẽ tặng cho con dâu mới. Chỉ những người có uy tín trong cộng đồng người Dao như chị Chẻo Mí Nải mới có thể vay được bạc từ bà con dân bản. Nhưng đằng sau hành động này có vô số điểm lạ lùng. Ngay cả đến người thân ruột thịt của chị Nải cũng bất ngờ. Bà ngoại với cả cậu bảo kể về đi vay mượn vàng bạc các thứ thì mới lo sợ, bởi vì cái lúc mà mẹ đi vay vàng bạc các thứ thì cũng không nói với gia đình một câu, nên là gia đình em không biết như nào, chỉ nghe cậu với bà ngoại nói thế thôi. Nhưng sau khi vay được số tài sản là vàng, bạc và tiền mặt trị giá khoảng 200 triệu đồng, chị Nải đã mang toàn bộ số tài sản trên đi đâu không rõ. Ngày 11 tháng 10 năm 2021, anh Chảo A Quẩy, sinh năm 1985, trú tại bản Phìn Thàng, xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, phát hiện ra chiếc xe máy của chị Chẻo Mí Nải. Lần tìm xung quanh khu vực chiếc xe máy mà chị Nải để lại, anh Quẩy phát hiện chị Chẻo Mí Nải tử vong tại khu rừng tái sinh thuộc bản Song Bảng, xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ. Thông tin về cái chết bất thường của nạn nhân được Công an huyện Sìn Hồ chuyển đến Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Lai Châu. Người phát hiện ra thì là hôm đấy là cái em trai của cái bà Nải. Từ cái hôm buổi tối hôm đấy là cũng gia đình là cũng có liên hệ cho bà thì là gọi thì cũng không gọi được. Sau khi tiếp nhận nguồn tin của quần chúng nhân dân cung cấp thì trực tiếp tôi và các đồng chí cán bộ chiến sĩ công an xã đã đến trực tiếp hiện trường. Và khi đến hiện trường thì nhìn thấy một xác chết, xác định đó là một nạn nhân là một nữ giới. Thì tìm anh em tập trung ở ngã ba bản Xin Thàng thì tập trung khoảng 30 phút thì có
hơn chục anh em đi lên trên rừng tìm kiếm, thì lên tìm kiếm khoảng tầm khoảng 30 phút đến 40 phút thì tìm thấy mẹ. Quá trình khám nghiệm là chúng tôi phát hiện ra hai chiếc dép của tử thi, một chiếc thì nằm ở trên mặt đất, còn một chiếc thì nó lại lấp sâu dưới đất. Mở rộng khám nghiệm ra xung quanh cái vị trí đấy thì chúng tôi phát hiện là có một chiếc lu cờ màu xanh của nạn nhân, bên trong thì còn lại một chiếc sợi dây màu đỏ, thì chúng tôi nhận định được cái dây màu này dùng để buộc bạc ấy. Khám nghiệm hiện trường không thu được bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào ngoài những vật dụng của chị Trẻo Mí Nải cùng một đầu của mẩu thuốc lá. Tuy nhiên, khi khám nghiệm tử thi, bằng những kinh nghiệm dày dặn của cán bộ chiến sĩ đội pháp y đã hé lộ những điểm hết sức bất thường trong dạ dày của người đàn bà xấu số này. Khi gửi mẫu vi thể xuống trung tâm pháp y, đã khẳng định có độc chất lá ngón trong dạ dày của chị Trẻo Mí Nải. Thì qua khám nghiệm tử thi thì thấy bên ngoài là không có dấu vết gì của ngoại lực cả. Tiến hành khám trong thì là thấy có chút dấu hiệu của độc tố lá ngón, dấu hiệu rất ít thôi, không nhiều. Bình thường thì các cái vụ tự tử lá ngón thì nó có các cái mảnh lá ở trong kẽ răng, nhưng mà trong trường hợp này không có, thì chúng tôi thu thêm mẫu để làm giám định độc chất vi thể nữa. Từ việc xác định có độc tố lá ngón trong dạ dày nạn nhân, ban chuyên án đã khoanh vùng đối tượng theo hướng nạn nhân chết vì bị đầu độc để cướp tài sản. Tuy nhiên, do Sìn Hồ là một địa bàn phức tạp về tình hình mua bán trái phép chất ma túy cũng như thực trạng nghiện hút, ban chuyên án cũng không loại trừ khả năng nạn nhân có dính líu đến một đường dây ma túy, vì mâu thuẫn nên đã bị thủ tiêu. Đề nghị tổ trinh sát địa bàn huyện Sìn Hồ sử dụng tối đa các điều tra viên trinh sát của phòng hình sự là người dân tộc thiểu số, biết tiếng Mông, tiếng Dao và tiếng Thái, và hết sức lưu ý phòng ta, phòng hình sự có các đồng chí là người Dao có nhiều năm kinh nghiệm đấu tranh án trên địa bàn vùng sâu vùng xa, thì các đồng chí phân công trinh sát điều tra viên sử dụng trưng tập hết số cán bộ là người dân tộc Dao để tham gia đấu tranh chuyên án. Một câu hỏi khác cũng được đặt ra đối với ban chuyên án, đó là phải chăng kẻ thù ác là đối tượng vô cùng lọc lõi, đồng thời có kinh nghiệm đối phó với cơ quan chức năng nên đã chủ động xóa các dấu vết tại hiện trường. Đây là những câu hỏi hóc búa nhưng không thể chậm trễ trong việc giải đáp. Ngay sau khi nhận được cái thông tin xảy ra vụ án mạng tại địa bàn xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ, thì dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí giám đốc quan tỉnh, phân công tôi, phó đốc thủ trưởng cảnh sát điều tra cùng trưởng phòng cảnh sát hình sự, trưởng phòng kỹ thuật hình sự và trưởng công an huyện Sìn Hồ có mặt tại hiện trường, và song song với đó thì huy động đông đảo lực lượng trinh sát viên, điều tra viên, đặc biệt là những đồng chí có kinh nghiệm trong điều tra những vụ án mà là người dân tộc thiểu số. Sau khi chúng tôi tiến hành xác minh thì là xác định là cái tài sản trên người nạn nhân là không còn. Đấy thì là qua nắm thông tin của gia đình thì là nạn nhân trước khi đi là có mang theo điện thoại, thì là qua rà soát cái số điện thoại thì chúng tôi xác định được là cái điện thoại của nạn nhân này là vẫn còn đang hoạt động và liên tục di chuyển. Đấy thì là qua các biện pháp nghiệp vụ thì chúng tôi cũng xác định được là có khả năng là đối tượng gây án là đang cất giữ cái điện thoại này. Công tác điều tra được tiến hành khẩn trương, tập trung vào sàng lọc các đối tượng liên quan đến nghiện ma túy trên địa bàn huyện Sìn Hồ. Con trai nạn nhân, một thanh niên mới ra tù về tội sử dụng trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản, đã trở thành mối hiểm nghi chính của vụ án này. Tuy nhiên, chính anh này đã cung cấp một thông tin vô cùng quan trọng liên quan đến một người thầy cúng tên là Triệu Vạn Phúc và mối hiểm nghi người con trai nạn nhân sắp tâm giết mẹ ruột
để cướp tài sản được loại bỏ. Con của nạn nhân cũng đã cung cấp một cái đầu mối thông tin rất là quan trọng, đó là trong mấy ngày xảy ra vụ án thì nạn nhân có trao đổi và nói điện thoại với một số người có những công việc làm liên quan đến việc bói toán và cúng làm lý trên địa bàn. Thế thì chúng tôi cũng đã lấy được những thông tin rất là quan trọng để cung cấp cho lực lượng đấu tranh chuyên án. Bởi vì cái lúc đấy mẹ em cũng mất rồi, còn lên trên kia bảo hỏi xem cái anh thầy cúng kia bảo phải làm lý gì, thì lên trên đến nhà anh kia bảo là hôm qua hôm kia thì ông Phúc đấy có gọi điện đến bảo mơ thấy là trên này là có suối dưới nhà này là nó ngập hết lên đến gần nhà em rồi, mà có một người phụ nữ nó chết đuối ở dưới ngay dưới nhà em đây. Thì ông đấy bảo thế thì em cũng nghi rồi, nhưng mà không dám chắc nên mình chỉ dám nghĩ trong đầu thôi, không dám nói ra.